lưng tôi đây là cống Ngăn Triều, Bến Nghé, nằm trên kênh Tàu Hủ chảy qua địa bàn quận 1 và quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, tại khu vực cống Ngăn Triều Bến Nghé này đã hoàn thành 97% tiến độ. Chỉ còn vỏn vẹn 3% còn lại. Và đã 4 năm trôi qua thì 3% này vẫn chưa thể hoàn thành. Không riêng hạng mục cống Bến Nghé, 5 hạng mục cống Ngăn Triều còn lại của dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng này đều đã hoàn thành từ 86 đến 93% tiến độ. Dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Nam PT 1547 đầu tư theo hình thức PT, xây dựng, chuyển giao. Triển khai từ năm 2016 đến năm 2020, dự án ngừng thi công. Theo chủ đầu tư, việc này làm phát sinh chi phí lớn, trong đó riêng lãi vay là hơn 1,7 tỷ đồng một ngày. Từ số vốn dự kiến ban đầu là khoảng 10.000 tỷ đồng, nay dự án bị đổi vốn thêm 4.000 tỷ đồng. Đó là chưa kể việc không thi công lâu ngày, các hạng mục hoàn thành đã có dấu hiệu xuống cấp. Nếu tái khởi động dự án thì lại tốn thêm chi phí duy tu, bảo dưỡng hoặc thay mới. Rõ ràng là một cái sự lãng phí rất là lớn, nó còn hơn cả tham nhũng. Tất cả các sở ngành ở đây là sự phối hợp không đủ nhịp nhàng cũng là một nguyên nhân gây ra cái ách tắc về dự án. Mình cũng có một phần trách nhiệm cùng với các đồng chí lãnh đạo của thành phố khi mà để cái dự án nó chậm tiến độ như vậy. Người dân rất trông đợi. Và trong đó cũng có cái kỳ vọng và có niềm tin của doanh nghiệp nữa. Không phải là không có cách để tháo gỡ. Vấn đề là chúng ta đối diện với nó như thế nào. Không né tránh, không đụng đẩy trách nhiệm. Phải xử lý cái vướng mắc của dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng này ngay trong tháng 11 này. Đó là yêu cầu, là chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với các đơn vị liên quan. Bởi khi nào thành phố còn ngập thì còn có lỗi với người dân.